Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Cười ra nước mắt với loạt ảnh dìm của các thành viên Running Man, riêng Lan Ngọc quá dữ dội. Tập 11 Running Man Việt Nam mùa 2 không chỉ là dịp để các thành viên trò chuyện, ôn lại kỷ niệm với nhau, mà còn là một đại hội dìm hàng trá hình. Tại đây, hàng loạt các khoảnh khắc đáng nhớ, bao gồm cả những lúc sơ sẩy bỏ quên hình tượng của Giàn Cát, đã được in ra và trao tặng lại cho chính chủ. Khán giả được dịp cười ngả nghiêng trước những hình ảnh mang đậm tính giải trí của hội Running Man Việt Nam. Các thành viên Running Man Việt cùng nhau quây quần xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong 2/3 hành trình đã đi qua. Có lẽ Lê Bình Phát là người duy nhất không có những bức ảnh dìm hàng dữ dội. Phải chăng do bé Bình đã liên hệ với anh nhiếp ảnh trước nên thoát một phen sao? Đại diện cho hãng răng sứ ở quận 7 là Thúy Ngân chứ ai nữa? Ơ kìa Jun ơi, đang nài nỉ ai mà hăng quá vậy? Còn đâu là hình tượng nữa Jun Phạm ơi? Bức ảnh gây lú nhất là đây, đố bạn biết là Trường Giang Ngô Kiến Huy hay Caric? Và đây chính là thỏ đen Ngô Kiến Huy. Ngoài ra, Ngô Kiến Huy còn được tổ chức chương trình tặng kèm thêm bức ảnh bỏ quên hình tượng trông đến cạn lời. Lan Ngọc dữ dội thế này quả nhiên không làm khán giả thất vọng, khoảnh khắc lăn xả đến trôi cả lớp make up của bé Ngọc khiến Trường Giang phải thốt lên, đúng là son phấn làm hư người phụ nữ ha. Chồng của Lan Ngọc Caric cũng không khá khẩm hơn khi bắt chọn khoảnh khắc te tua lẫn bơ phờ. Anh cả Trường Giang cũng không thoát kiếp bị dìm. Giở khóc giở cười với những khoa khoảnh khắc có 102 của cặp đôi Liên Bình Phát Lan Ngọc. Ủa Phát ơi, đập trứng có cần bảnh vậy không anh? Trương Thế Vinh khiến các thành viên suýt xa khen ngợi với hình ảnh bụng bự dễ thương. Đây là một trong số ít những khoảnh khắc đáng nhớ được ekip Running Man Việt Nam in ra để làm kỷ niệm.